Những năm qua, cùng với đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh đã kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ông Đoàn Văn Mỹ, tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, thường xuyên bị đau khớp đầu gối, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, ông Mỹ được các bác sĩ dùng máy móc hiện đại để chẩn đoán bệnh, sau đó kết hợp đông y, xoa bóp, điện xung và dùng thuốc. Dù mới điều trị được 10 ngày, nhưng ông Mỹ đã thấy bệnh giảm đi rõ rệt. Nói chung là các bác sĩ đây khám bệnh rất là tận tình, rất là tốt đấy. Ngoài cái châm cứu ra còn xoa bóp bấm huyệt, thế rồi là điện xung này, nên là siêu âm này. Bình quân mỗi ngày, khoa châm cứu, dưỡng sinh điều trị 12 đến 15 bệnh nhân. Việc áp dụng và kết hợp hiệu quả giữa các phương pháp Tây y với y học cổ truyền như điện châm, laser châm, thủy châm, xoa bóp, bấm huyệt, vật lý trị liệu đã mang lại tính hài hòa, hiệu quả, lợi ích tốt và giảm các tác dụng phụ cho người bệnh. Vào đây điều trị thì không phải chỉ là những cái thủ thuật của y học cổ truyền, mà là y học cổ truyền với hiện đại. Thì y học cổ truyền này là ngoài những cái thủ thuật y học cổ truyền ra thì mình còn có những cái thủ thuật phối chức năng. Những cái thủ thuật của y học cổ truyền nó như là châm cứu này, chiếu đèn này, xoa bóp bấm huyệt này, châm ngải, thì còn có thể làm các thủ thuật khác của y học hiện đại như phối chức năng, như là điện xung này, điện phân này, kéo giãn này, sóng xung kích này. Hiện tại bây giờ lại còn có một cái máy rất là mới là oxy cao áp điều trị trong cái chứng rối loạn tuần hoàn não là rối loạn giấc ngủ. Với việc được đầu tư nhiều thiết bị máy móc hiện đại cùng với những biện pháp đồng bộ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh đã trở thành địa chỉ chữa bệnh được nhiều người dân lựa chọn với khoảng 150 đến 200 bệnh nhân mỗi ngày. Hiện đại hóa y học cổ truyền, đa khoa hóa y học cổ truyền. Và nếu như và bây giờ thì tận dụng mà nó sao phát huy hết được cái y học cổ truyền trên cái bằng chứng khoa học. Chính vì vậy, đối với Bệnh viện Y học Cổ truyền ấy, cái hiệu quả nó thể hiện ở chỗ đó, cái kết hợp này. Để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân, trong thời gian tới, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng các bài thuốc hay, phương pháp chữa bệnh mới, đầu tư phát triển dịch vụ y tế theo yêu cầu, đồng thời từng bước hiện đại hóa y học cổ truyền trên cơ sở giữ vững những thành quả đã đạt được, kết hợp hài hòa với y học hiện đại để chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn.